Chào. Chú hay coi clip tin nè. Ai nào đó là ra đây em. Còn cái màng. À màng đó hả? Màng đó. Lưới. Màng có luôn, màng có mẫu luôn. Mẫu đầy đủ hết. Hai ba cuốn. Màng là bả chọn lại. Dạ dạ, ý là em nói vậy đó. À, anh tay nắm đây nè. Anh nắm cái thử đi. Một tay nắm đây, một tay. Đây dạ. Đấy bình thường mà. Kéo ngang. Đúng rồi, kéo ra. Kéo ngang hay kéo thật. Nè có mẫu đây em. Ủa, đúng rồi. Rồi anh. Anh cứ xem thoải mái anh. Đây xài FPT, Viettel, Mobi các kiểu. Dữ vậy, hai thằng chạy FPT nè, Viettel nè. FPT bóp lại được cái gì hay ta? Thì kẹo nó Mobi. Truyền hình. Truyền hình. Nhưng mà nó coi được một cái TV quá. Coi được nó hình như nó mở rộng đâu cũng được một hai thiết bị. Bên em cũng có dịch vụ truyền hình luôn nha. Và bên em không xài bóp, bên em xài các app. Vậy là Lip TV. Cái bóp này là mình mua thêm. Bóc là thí dụ như mình mua thêm cũng có, hoặc là mình kéo lên truyền FPT nó trang bị thêm cũng có, nhưng mà hình như cũng phải tốn chi phí thêm á, đó là chi phí thêm cho bóc. Dạ. Cái bóc này phải tốn tiền thêm. Cái bóc này ba cái TV. Dạ. Bên Viettel thì chơi mỗi cái TV phải mua cái bóc. Chơi vậy đó. Cái này là cái Sony 43 phải không? 43 phải không? 43 anh. Dạ, cái Sony thì nó nét. Sony rất là nét luôn. Mượt. Cái này mua khoảng bao nhiêu tiền? Cái này bữa em mua lại coi nhiêu mười mấy triệu á, quên để em coi lại. Dạ. Em mua nhiều đồ giờ không nhớ kỹ nữa. Để em coi lại chính xác. Cái này mình lắp internet là em tặng kèm luôn á. Gói VIP á. Dạ. Em login. Em login tài khoản anh vô, bữa anh chưa login nữa. Chưa. Bữa giờ demo luôn đi. Đăng nhập. Điện thoại anh đặt 0919. Bữa đăng ký như không Phú Mobi không ta? 0909. 0909 đúng rồi. Hình như bữa hôm 0909 á. Nó gửi chưa gửi ạc đúng không? 0909 36 từ nha. 0409. Nếu mình đăng ký miễn phí á, thì nó chỉ được miễn phí nó như hát được bao lâu ta? Dạ. Mà miễn phí như hát được có tầng đúng không? Còn cái tài khoản VIP á là hát được nhiều, xem được nhiều kênh nữa. Mật khẩu nhập mật khẩu. Mình gõ đại cái mật khẩu rồi đó. Một tháng thôi nha, còn nếu mà anh bấm quên mật khẩu đi. Rồi. Bữa phải có truyền hình nè. Có không? Đó, đầy đủ luôn. Đó, truyền hình nè. Đó, coi tin tức nè. Đó, truyền hình VTV mà. Đầy đủ luôn. Truyền hình thiết yếu nè. Như mình coi bên cấp thì mình coi VTV thôi. VTV nó mua được bản quyền rồi. Thì sao? Nhưng mà cái gói này là ok. Chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.